quý vị, trong phiên buổi sáng ngày hôm nay thì hội đồng xét xử đã tiếp tục thẩm vấn bị cáo Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc của Ngân hàng Đông Á. Hội đồng xét xử cũng đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo là nhân viên của ông Bình. Khai với hội đồng xét xử tại tòa thì các nhân viên cho biết rằng là họ hoàn toàn không biết là mình đã tiếp tay cho bị cáo Bình chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Đông Á trong những lần lập những cái hồ sơ vay cũng như là thu chi khống để mua cổ phiếu của ngân hàng này. Các bị cáo này cho biết rằng là họ cũng không được hưởng lợi và không được ăn chia bất cứ đồng tiền nào từ những cái sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình. Trả lời phần thẩm vấn của hội đồng xét xử sáng nay, cả bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và bị cáo Nguyễn Đức Vinh, nguyên trưởng phòng ngân quỹ hội sở Ngân hàng Đông Á đều khai rằng mình không hề hay biết hành vi của Trần Phương Bình nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Hai bị cáo này chỉ làm theo mệnh lệnh và tin tưởng vào chỉ đạo của cấp trên. Thẩm vấn bị cáo Trần Phương Bình, hội đồng xét xử hỏi việc bị cáo Bình chỉ đạo lập phiếu thu khống để mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á rồi đứng tên vợ con có phải nhằm thâu tóm quyền lực tại Ngân hàng Đông Á hay không? Bị cáo Bình phủ nhận điều này. Bị cáo này khai rằng tỷ lệ phần trăm cổ phần của ông và người thân đứng tên chưa bao giờ đạt đến con số 20% và việc cho vợ con đứng tên như vậy là để tạo uy tín với các nhà đầu tư khi gọi vốn vào Ngân hàng Đông Á nhằm cứu ngân hàng vượt qua khó khăn chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Trần Phương Bình cũng cho biết ông cảm thấy có lỗi với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, vì đã không thông báo đầy đủ cho Vũ về thực trạng hoạt động của ngân hàng.